Biểu tượng của văn hóa ẩm thực Nhật Bản, sushi đã nhanh chóng vượt ra khỏi biên giới của xứ sở hoa anh đào để trở thành một món ẩm thực được yêu thích tại nhiều quốc gia trên thế giới. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Thanh Vân khám phá những điều thú vị về sushi với tổng bếp trưởng Noda Toshiro của chuỗi nhà hàng iSushi tại Hà Nội. Xin chào ông Noda, rất vui được gặp ông.一生懸命時間使って頑張っております。案内します。カホイユな鮭の選び方だったな。鮭が毎日輸入されてて、新しいものが入っております。そのターモンを選ぶ方は、目の色、それから身の張り、それから匂い、それからエラの色、これをちゃんとよく見て選ぶようにしております。それから寿司の作り方か。寿司は毎日新しい米を使って、握り寿司、巻き寿司、裏巻き、軍艦巻き、すべて鮮度を考えて安全を考えて作っておりますので。 Thưa ông Noda, công việc sơ chế một con cá hồi thì sẽ do ai ở trong bếp của Nhật đảm nhận? 私たち日本人の板前というものは長い時間経験と技術を磨いてプロとしてお金をいただく仕事として長い時間かけて。 Vâng, và theo như Thanh Vân được biết thì cách để ăn món nigiri cá hồi này, chúng ta sẽ phải để nghiêng miếng cá sang như thế này. Và khi chúng ta chấm thì chúng ta chỉ chấm vào phần cá thôi chứ không chấm vào phần cơm, nếu không thì sẽ rất là bị mặn. Vâng, và có lẽ là Thanh Vân sẽ dành thêm nhiều thời gian để có thể khám phá hơn 50 món sushi khác nhau tại cửa hàng iSushi ở Hà Nội. Và quý vị cũng thế nhé, hãy cùng đến với iSushi để cùng khám phá ẩm thực Nhật Bản cùng với những hương vị đặc trưng của món sushi. Một lần nữa xin được cảm ơn bác Noda và xin được hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt!